Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Này cây bông hồng bông đẹp quá. Vườn rau nhỏ nhỏ của mình nắng lên cái nó muốn héo hết trơn. Bữa nay nó bự bự được nhiêu đây rồi nè. Cà khó trồng quá. Trồng 6 cây mà thấy có 3 cây tốt à. Còn 3 cây nó muốn lụi rồi. Cái cây hoa sứ này nè. Và sứ này đem bỏ ngoài nắng á, nó ra bông nhóc chưa, chưa nở. Mấy cây bắp nắng quá nó cái lá nó bị héo héo à. Nhãn thọ hướng dương bên kia, mấy cây gì ta, cây cây bí á, bí mình thấy hộp đại nó cũng thấy tốt tốt cả nhà. Bí gợ, bí đào nó cũng muốn hết trái rồi, chuẩn bị bỏ được rồi. Mình đang trồng mấy dây bầu á, dây bầu nó bò lên rồi bỏ dây bí. Đây dưa leo, ở đây vàng hũ hoa mình dẹp rồi, để mai chiều mình trồng lại. Trồng lại giờ trồng là tới Tết là dừa. Mấy giờ thanh long nó bò quá à. Nay mình ăn gà nấu nấm cả nhà ơi. Nay có hai vợ chồng đứa em nó qua nó làm cho mình cái hồ kiến, là hồ kiến nuôi mấy con cá full gold. Con chào ông bà cô chú. Linh đang làm nấm với đứa em bên tiền viện nó qua chơi. Chồng nó chổng cho nó giao cho nó cái hồ kiến rồi. Ốc nhà Như ăn được rồi đó chồng ơi. Ăn được chưa? Ăn được rồi. Nào qua ăn ốc rồi. Ốc nhà chồng hả? Chết rồi. Thì đúng rồi, ốc nhà ở rộng không phải ốc nhà chồng mà ốc bên nhà vợ đó. Ý người ta tính nói chơi là bên nhà chồng đó, hiểu không? Như này là bên nhà nó chứ không phải là bên nhà chồng. Đây, làm cái hồ kiến nho nhỏ vậy nè. Để nuôi mấy con cá bảy màu. Cái này là kiến ở nhà. Mấy kiến ở nhà có nè. Cái lấy cắt tự làm nhà luôn. Anh em nó có cái dao cắt kiến. Đang mài cái miếng kiến để cho nó đừng có bén. Để dán vô cái nó bén nó đứt tay. Chứ mấy trường kia ta đi học, có trường con là nghỉ. Trường con thi rồi. Nghỉ chấm thi. Chơi chứ trường Cúc Linh đại học vui lắm trời ơi, có khi á giống như là cái môn đó, có khi thầy giáo cô giáo nhìn vô được cho cái đề cương cái gì thôi là cũng vậy đó. Bằng bằng trong con á, con rửa từ lá nha, có bắp cải đó, rửa từ lá. Biết cải là cải gì không? Con quên rồi. Cải thảo. Ngon ngọt, cái đó chỉ cần nhúng vô nước lẩu, chỉ cần mình nhúng vô một cái là ăn, lấy ra ăn liền được rồi, chứ đừng có để mềm. Ừ, mềm dở lắm, nhúng vô lấy ra ăn nó giòn ngọt. Được
Ủa nấm giờ nặng chanh vô cho đựng đen hả? Cho nó sạch chậm. À cái đám rau cải mình ngoài nó cũng bén bén ghê vậy đó. Khoảng chừng 10 bữa nữa là nó xanh um. Cây này chồng đâu có trồng cải hầm dưa đúng không? Có mấy cây á. Nhưng mà ở này trước Tết rồi. Thì trồng cho nó xanh xanh đất đi, vài bữa rồi kiếm khác trồng nữa. Cây mai này nó ướt nước nhiều quá nó đâm bông ra sớm rồi cả nhà. Mấy cái lá sen bự bự nhìn đã quá. Lá sen tốt một chút cái mình lấy ốp gà hay đâu. Ừ. Trời, bữa nay cây mai này ra bông rồi. Ừ, ăn Tết sớm mà. Hôm bữa là cái cây bên đây ra bông sớm, giờ tới cây này. Khói cây mất. Mới quên dập phải không? Ừ. Gà này chồng mua nhiêu ký chồng? Gà này 80. Này gà mềm. Ý, 70 à, nãy tính 70 à, gà mềm. Gà mềm này mình nấu lẹ lắm. Gà này gà Nam Định. Hết trái rồi. Nè, còn ba trái trên đây nè. Hổng gài nó hơi khô nè. Với lại trồng ở trong cái thùng mút đó, không đủ đất ăn. Gà cũng mua bên Trà Gia mới hay. Gà đó 70 à. Gà Nam Định, gà mềm á. Là mình nấu lên cái nó sôi chín cái là ăn vừa. Còn mấy gà kia phải hầm lâu. Gà bỏ bắp vô luôn. Bắp cho nó ngọt nước. Mấy nấm đùi gà rồi nấm gơn rồi bỏ đại. Mấy cái đó không có sợ nó ấy. Nấm đùi gà nó dai lắm. Yeah. Ủa cái hậu kiến xong chưa thơ? Xong rồi. Em tém mấy cái gốc luôn phải không? Giờ chỉ đợi khô là sử dụng thôi phải không? Đợi khô đi mình cho nước vô thử nha. Nước vô nha. Tháp không? Không, nó hiền khô à. Mấy con chó này hiền khô à. Chấm chấm tháp em đây. Có con chó trắng á. Đây, muỗng đũa. Đây đi. Bỏ đấm bỏ gào vô đi giờ. Dạ. Hai gà tới à. Hai rồi ngay giữa luôn đi. Đây rồi đồ. Bỏ nấm. Nấm gào rồi vô đi. Kìa kìa kìa, cháu mực chị hai đi theo kìa. Quên búng rồi. Mình nói luôn đi. Đất ơi. Hồi sớm kêu mua gì nhắn tin qua đi không chịu. Rồi xong rồi cái lo mua gạo không quên mua bún. Quên quên mua bún rồi giờ ăn mì đi. Ăn không có nổi là cân mình mới nhớ bún má lấy cái gì ra.
sợ quên rồi, sớm kêu vợ nhắn tin qua. Ủa, ê, không đúng. Đây. Vợ cũng quên luôn. Bởi vậy. Vợ chồng với nó mới hả? Rồi mà cả nhà ăn lẩu gà. Gà nóng nóng. Nóng nóng. Ủa, cũng nhờ. Ê mày. Ăn trái cây. Con như con sóc vậy đó. Con nó ăn trái. Ăn mặn cho nó tiêu hoại, nó như con sóc vậy đó. Bây giờ có mấy con cá mắc hoài, hết mắc con này tới mắc con kia. Ừ, không nổi. Còn miếng cái trời vậy. Cái trời ơi. Cái này là phải mua sả lách son á. À, có mua dùng sả lách son. Sả son nó ngon hơn cái trời làm xả. Là phải cái trời nào bỏ gỗ ra bỏ không? Được. Ôi vậy đây gãy được rồi, hút rồi như anh. Coi gãy cái miệng rồi. Ừ, nó khoái đụng gãy nó không đó. Rồi, chan của anh nữa coi nè. Cái này mày. Xong mình coi ăn hai đồ đũa luôn. Con miếng nó nãy mình nhiều rồi lên. Bỏ bớt đi con. Quyết nữa hai quyết này sức luôn á. Chứ cái chồng miếng nè. Đúng rồi nè. Tiền nó giống tao khoái quyết, ăn gì mà quyết. Gì cũng bỏ vô được. Quyết dịch dễ ăn. Rồi mà cái nhà ăn gà nấu nấm nha. Xin mời. Muối ông mấy chấm muối ớt. Cái chấm muối ớt có nước mắm nữa nè. Gà này có 70.000 ký hả? 70.000 ký cũng ngon hả? Gà sống. Ừ, ta làm không? Không, ta làm 15.000 đó. Múc đi cái xong nó bỏ vào đi. Kim vậy. Bà ơi, quậy rồi đó. Theo quậy quá. Rồi, lần. Rồi. Lấy hả? Dạ, con thích ăn quýt mà. Chuyện tóc. Dạ. Nóng thơm mùi nấm. Ngon quá, nóng thơm mùi nấm hả? Nấu có hơn mùi dạm chưa? Giống gì chào? Tắt đâu? Tắt hả? Nè, khỏi giá rồi. Cái mắt. Tắt luôn. Bỏ ra đi chào. Bỏ cái trời rồi đi. Nãy rồi kem nấm chim chi nó. Nấm chim chăm á. Nghe tên gào thấy như... Thật thảo chưa? Cái thảo cho bỏ cái gốc luôn. Cái trời, cái đất nấm chim chanh vô luôn chồng. Đúng không? Ừ. Dẹp cái vô. Chỗ bỏ qua. Rồi, bỏ vô. Hết chim chén rồi, qua này là chín nữa rồi đó. Múc tự nhiên nha, ai lấy vậy mày? Phút hết thì nó mày múc cổ luôn đó mày. Ba cái trời nói đúng về chồng mà không gài quên hoài.
Nếu mà trồng thì ông tùm lum hổm cắt cho một gỗ luôn. Cái trời chín chưa đó. Ừ. Nó chín quá không ngon. Bây giờ chín tới nó giòn giòn không? Cắt dao đi, cắt dao đi. Còn dao không? Nắng vàng. Nó nóng chấm với ớt rồi, cay. Nó tăng thêm độ nóng. Ừ. Nãy nhữ đẫm bỏ cho mày khoảng 30 trái ớt. Mứa hả? 3 trái. Nó sắp quá hả? Thấy cuốn quá trời luôn rồi. Cái ớt cái nhỏ nhỏ. 29 trái. Nhiều. 19 trái hả? 29. 29 trái rưỡi. Nãy nay con nửa trái, trái bị sâu con nữa. Mấy trái ớt đẹp đẹp kia đó mở cay dữ lắm. Mấy cái ớt này còn tự mật không? Mà ớt hiểm này nó cay theo cái độ nó cũng đã. Cái ớt mà sừng trâu thái đó, nó mới cay dữ. Cay xé luôn. Ừ. Nè, cay cái phô câu nó nào ăn được. Hai đứa ăn phô câu không? Cái gà gà này ăn cũng ngon quá. Ừ. Gà này biết nấu ăn nó mới ngon. Nấu cái sôi lên là nên nếm rồi rồi xong. Chứ để mình hồi lại gục dữ cho khi chứ. Nó đâu mì mèo. Dạ. Hỏi chị tên á, tên cho em. Chị nói chị đi làm xe về. Chị nói Quyền á. Dạ. Ủa bây giờ thì bển hả? Ừ, bây giờ thì bển rồi. Mai không về. Về mấy bữa hả? Về hôm kia. Ủa, thắt đem kính lại hết rồi sao? Hôm qua xong rồi. Anh hai chừng nào tới tháng rồi? Anh hai cuối tháng này nè, hai tuần nó tới rồi. Nay dưới nhiều hả? Bữa nay gầm mày. 29 mùng 1. Nếu mà không có nhận là ngay mùng 1 Tết, 29 30 mùng 1 Tết. Thì nhận thì ông thầy nói là cũng đúng 12 tháng, đúng giáp năm đó là 12 tháng. Là mình giật lên tháng nó cũng xong còn tháng nữa Tết. Tháng này tháng thiếu nữa. 29 mùng 1. Hôm qua đi chùa ông nói vậy đó. Cũng nữa 29 là vô đám. 2 giờ chiều vô đám. Qua ngày mùng 1 rồi ra đám xong. Vậy mà mình đãi buổi chiều 29 à? Hay là sáng mùng 1? Chiều mùng 1. Thầy 29 2 giờ rưỡi. Thầy ra 2 giờ. 2 giờ rưỡi là cúng. Cúng bù á. Nên thầy ra không có chưa thầy. Chưa mà sắp đó được. Ừ. Cái gì nó giòn. Giòn. Về cũng nhỏ. Chưa có nhỏ. Mày dao rồi đó. Ừ. Mày cũng mày bán. Mà sao đây là thức mục của mày dao. Mày kéo. Mất cười. Có người coi đó. Hàng xóm của anh Đạt đi có nghề mày dao. Nghề mày nát trâu trê.
Nào tổ chức nhậu hả? Nước không múc trước đi, rồi bỏ rau vô. Không múc Quyết nó cứng lắm. Quyết này là quyết của con gà, người ta cắt ra, còn quyết này quyết vịt nè. Cầm ở dưới vậy nè, con cầm chỗ đó dễ bị phỏng lắm đó. Bữa chị Hân cầm như vậy là bị phỏng. Không, nhìn sao biết? Biết chứ. Ăn riết quen em. Rồi bỏ vô vậy. Hết luôn, hết hết cái gỗ đi. Ở bên kia mà giao cũng ồn á, mình kết thúc video cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha. Nó hay lắm, nấu sớm giờ đâu thèm ra đâu, nấu chín là tự nhiên đi ra tới nằm đợi sẵn. Nhìn hay nó hay lắm. Tối nó đi xuống chị Hai nó thèm lên luôn, chưa lên giờ đi ngủ rồi. Mê xuống dưới. Nó giỡn quá chừng luôn. Nó giỡn đùng 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 lên trước rồi.